Rồi, chào mọi người trở lại kênh nha. Đó, hôm nay mình chia sẻ hàng bãi ha, cho mọi người xem ha. Cả nhà anh em bà con cô bác có nhu cầu mua cứ tới ngay cửa hàng 6436 quốc lộ 1 thành phố Hồ Chí Minh ha. Ở đây chuyên bán các loại từ mỏ lết, lông đờn, ốc, tán, vít, đồ nghề, hàng bãi cũ có, mới có, chuyên bán các loại ha, đá lớn có, đá nhỏ có, bình hơi cũ có, mới có, như mấy em này, thì cả nhà thấy là chưa qua sử dụng ha, cái này là mua về sẵn sàng, dòng điện 220, còn mấy em này mua về phải chỉnh sửa lại, ok sai, bà con có nhu cầu cứ tới 436 quốc lộ 1 thành phố Hồ Chí Minh ha. Để chuyên phục vụ cho các loại luôn từ trong ra ngoài nha, bán cho cả nhà mình mua rất nhiều loại, anh em bà con cô bác ha, mình có nhu cầu mua cứ tới cửa hàng 436 quốc lộ 1 thành phố Hồ Chí Minh nha. Đủ loại ha, ai cần mua món nào cứ tới lựa ha cả nhà, quay lên chia sẻ cho mọi người xem, cả nhà thấy kênh có ý nghĩa nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh, một lượt chia sẻ ha, mình có động lực á làm video cho cả nhà mình xem tiếp ha. Đây là bán các loại ha. Thức thủy cũng có nữa nè cả nhà, dài có, vắn có ha, đá lớn có, đá nhỏ có, đá mài có ha, mấy cái chân cây dù cũng có luôn, ở đây chuyên ha, dây nhợ câu có luôn, đây nè, chớp chớp nhán nhán có luôn, bán cho bà con cô bác ha. Rất chi là nhiều loại từ gia dụng ha, làm bên xây dựng ha, nông nghiệp ha, đều có hết, có thể là du lịch nè, giải trí nè, dây mấy cái dây nè cả nhà, mấy em này thì coi như để mình coi nè cả nhà xem ha, rất nhiều loại nha. Giải trí nè, mấy cây đánh gôn nè, bà con có muốn nhu cầu mua ha, cũng đánh gì cũng được, gôn lớn gôn nhỏ gì cũng được nha, ô dù rồi nè ha, rất là nhiều thứ cho bà con cô bác mình chọn lựa. Ở nhà thấy kênh hay có ý nghĩa nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh và một lượt chia sẻ, cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Để mình quay tiếp cho bà con cô bác mình xem ha, đây là chuyên bán hàng bãi ha, rất là nhiều loại từ ốc vít, đồ mới có, đồ cũ có ha, anh em bà con cô bác mình có nhu cầu mua cứ tới lựa nha, rất là nhiều loại cho anh em mình ha. Bán giá bèo cho bà con cô bác mình luôn, từ ốc vít, cổ dê cũng có nữa nha, gia dụng các loại ha, để mình rảo sơ cho cả nhà mình xem, cả nhà mình có nhu cầu đi ngang 436 quốc lộ 1 thành phố Hồ Chí Minh ha, ghé vô xem coi cần mua món nào, để tu sửa cho cái gia đình cũng có nữa nha cả nhà, đó các loại luôn, để chia sẻ cho anh em bà con cô bác mình ha. Cả nhà thấy kênh hay có ý nghĩa nhớ cho mình xin một like, một đăng ký và một lượt chia sẻ ha. Đây là bạn tất cả các loại ha, ở trong cửa hàng là bán nha cả nhà, ở trong cửa hàng là bán,
bán cho cả nhà mình luôn. Rất chi là nhiều loại ha, anh em bà con cô bác mình có nhu cầu mua hàng bãi cứ ghé lựa ha. Cũ có, mới có, ốc tan dích đầy đủ hết. Sơn xì xích có nha. Rồi cả nhà thấy kênh hay có gì nhớ cho mình một like, một đăng ký và một lượt chia sẻ. Cảm ơn cả nhà rất nhiều ha. Rồi chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà nha. Bye bye.